Công tác đào tạo chỉ đạo tuyến năm 2022, tạo đột phá, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành y tế Quảng Ninh trước những dư âm biến động của đại dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực và những khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động bệnh viện. Trước muôn vàn khó khăn, ban lãnh đạo bệnh viện đã tập trung trí tuệ, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo chỉ đạo tuyến, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế đảm bảo công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, tạo bước đột phá trong công tác khám chữa bệnh. Địa chỉ đỏ trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Là bệnh viện đa khoa hạng 1 tuyến cuối về chuyên môn của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho bệnh viện mà còn lực lượng y tế trong và ngoài tỉnh. Hướng đến mục tiêu đồng bộ chất lượng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế các tuyến. Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được Sở Y tế Quảng Ninh cấp mã cơ sở đào tạo liên tục với 140 danh mục được phê duyệt. Bệnh viện chủ động kết nối với các trường đại học, bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ cho hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế trong toàn tỉnh. Bệnh viện hiện là cơ sở thực hành của các trường đào tạo khối ngành y lâu năm như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên. Mỗi năm tiếp nhận gần 1.400 lượt sinh viên thực tập thuộc các trường cao đẳng đại học trên địa bàn và địa phương lân cận. Qua đó, khẳng định thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện nghiêm ngặt của một cơ sở giáo dục đào tạo uy tín, chất lượng, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho y tế Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Với quyết tâm đổi mới trong chiến lược đào tạo nhân lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hình thức đào tạo đa dạng, linh hoạt. Công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu tại tuyến trên được thực hiện thường xuyên, liên tục. Năm 2022, đã có hơn 130 lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh tham gia đào tạo bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Nhiệt đới Trung ương, Lão khoa Trung ương, Đại học Y Hà Nội. Thực hiện đào tạo liên tục cấp chứng chỉ CME cho 91 lượt cán bộ nhân viên y tế bệnh viện về lĩnh vực điện tâm đồ cơ bản, hồi sức cấp cứu, siêu âm ổ bụng, gây mê hồi sức, thận nhân tạo. Đồng thời, với các ca mổ khó, bệnh viện đã mời các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tuyến trung ương về trực tiếp cầm tay chỉ việc hỗ trợ, hướng dẫn chuyển giao các kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Xác định công tác đào tạo phải mạnh từ gốc, nên việc đào tạo bồi dưỡng tại chỗ luôn được bệnh viện chú trọng quan tâm. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tổ chức từ 2 đến 3 buổi hội thảo khoa học, tập huấn với sự hỗ trợ giảng dạy của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành không chỉ ở trong nước mà còn đối với các quốc gia có nền y học phát triển hàng đầu thế giới như Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức y khoa mới cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, giúp họ được cọ sát, học hỏi, rèn luyện năng lực chuyên môn. Năm 2022 đã có 51 buổi hội thảo được tổ chức qua mọi nền tảng với gần 3.800 lượt cán bộ bác sĩ tham dự. Rất nhiều kiến thức mới, kỹ thuật hiện đại của thế giới được giới thiệu, ứng dụng và triển khai ngay tại bệnh viện. Phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ não, robot nội soi cầm tay, hướng tới đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa, đón đầu xu thế. Khám chữa bệnh từ xa là một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác tuyến năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Từ những nền tảng sẵn có về hạ tầng trang thiết bị công nghệ được đầu tư đồng bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 của Bộ Y tế.
tiếp tục mở rộng kết nối với trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa của các bệnh viện tuyến trung ương với nhiều hoạt động được triển khai hiệu quả như hội chẩn tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn cận lâm sàng, hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, sinh hoạt khoa học trực tuyến. Năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã kết nối 126 buổi hội chẩn trực tuyến khám chữa bệnh từ xa thường kỳ và đột xuất với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Nội tiết cho gần 850 bác sĩ điều dưỡng. Qua đó đã giúp các y bác sĩ học hỏi, cập nhật những phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị. Thay vì phải chuyển những ca bệnh khó, nguy kịch qua quãng đường dài lên tuyến trung ương, thì nhờ hệ thống telehealth, các bác sĩ tại đây dễ dàng kết nối với các chuyên gia đầu ngành cùng hội chẩn đánh giá tình trạng bệnh nhân và có mặt trực tuyến trong phòng mổ để tư vấn, truyền đạt ý kiến chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật cho các phẫu thuật viên, giúp ca mổ đạt kết quả tốt nhất. Nhờ vậy, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch đã được cứu chữa kịp thời ngay tại tuyến tỉnh, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại và chi phí điều trị cho người bệnh. Ngoài kết nối với tuyến trung ương, công tác chỉ đạo tuyến cơ sở qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa luôn được ban lãnh đạo bệnh viện đẩy mạnh triển khai. Bệnh viện tổ chức các buổi hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật qua phần mềm Zoom và telehealth cho gần 500 bác sĩ trên địa bàn ở các chuyên ngành. Với trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện đã lập Zalo nhóm khám chữa bệnh từ xa 24/7 ở chuyên ngành tim mạch, đột quỵ não, ngoại khoa, hồi sức tích cực để tăng cường kết nối giữa tuyến huyện với chuyên gia đầu ngành tuyến tỉnh, cùng trao đổi chuyên môn và hỗ trợ hội chẩn ca bệnh nặng 24/24. Nhờ vậy, nhiều trường hợp nguy kịch ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi vẫn được chẩn đoán chính xác và cứu chữa kịp thời, hạn chế tỷ lệ tử vong hoặc bệnh diễn biến nặng. Khám chữa bệnh từ xa mang đến lợi ích nhân đôi cho cả người bệnh và cơ sở y tế, làm xóa nhòa ranh giới giữa các tuyến, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y tế Quảng Ninh nói chung, phát huy cao nhất hiệu quả chăm lo sức khỏe nhân dân. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới, tạo bước đột phá chuyên môn. Thực hiện đề án 1816, cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp nhận chuyển giao các gói kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực tim mạch, ngoại, chấn thương, gây mê hồi sức, truyền nhiễm từ các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương. Bệnh viện hiện là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Việt Đức trong lĩnh vực ngoại chấn thương, bệnh viện vệ tinh của Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai về chuyên ngành tim mạch và là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Trong năm, bệnh viện tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu ở các chuyên ngành như nội soi đặt thanh nâng lõm ngực, phẫu thuật nội soi vát cắt thủy phổi, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng. Nhiều trường hợp cần kề cửa tử như ca chấn thương vỡ tim nặng nề, ca tai nạn với vết thương thấu tim phổi, trường hợp bị tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần, được hội chẩn liên viện từ xa, chẩn đoán và xử trí chính xác kịp thời đã giúp các bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi ngoạn mục, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí điều trị. Nhờ tiếp nhận chuyển giao hiệu quả các đề án mà tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện đã giảm từ 4% xuống chỉ còn 0,7%. Bệnh viện đã triển khai thường quy 100% kỹ thuật hạng 1 tuyến tỉnh và gần 1.800 kỹ thuật tuyến trung ương, đảm bảo khám bệnh ngoại trú cho 1.000 đến 1.700 lượt bệnh nhân trên ngày, điều trị nội trú cho trên 1.000 giường bệnh, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chất lượng điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên, mang lại chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn, tạo lợi thế, năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tự chủ tài chính. Củng cố, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở. Song song với việc tiếp nhận kỹ thuật từ tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị y tế tuyến dưới, đặc biệt là khu vực miền đông của tỉnh. Bệnh viện coi y tế cơ sở là những cánh tay nối dài không thể thiếu, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các tuyến, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân về chất lượng khám chữa bệnh tỉnh nhà. Ngay từ đầu năm 2022,
ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức đoàn khảo sát nhu cầu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến bám sát thực tiễn, đảm bảo triển khai hiệu quả, chất lượng, góp phần cải thiện năng lực khám chữa bệnh ban đầu. Trong năm, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Trung tâm Y tế Đầm Hà với 60 lượt bác sĩ hỗ trợ chuyên môn thường quy tại bệnh viện. Ngoài ra, còn cử gần 40 lượt hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu tại 9 đơn vị y tế khác gồm Trung tâm Y tế Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Quảng Yên, Đông Triều, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả ở các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, gây mê, lọc máu liên tục, tim mạch, chấn thương, sọ não cột sống, ngoại tổng hợp, ung biếu, các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Bên cạnh đó, bệnh viện còn cử các kíp bác sĩ trong nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của ngành y tế trực tiếp xuống đơn vị hỗ trợ cấp cứu. Nhờ đó, hàng trăm ca bệnh nặng, nguy kịch trong tình trạng cấp bách không kịp chuyển tuyến đã được phẫu thuật cứu sống kịp thời. Để nâng cao công tác chỉ đạo tuyến, ngoài đào tạo trực tiếp cầm tay chỉ việc, bệnh viện còn phối hợp hội chẩn, hướng dẫn chuyên môn từ xa cho các ca bệnh nặng, nguy kịch qua Zalo nhóm, hệ thống telehealth, phần mềm Zoom. Việc kết nối trực tuyến đã giúp giải đáp kịp thời những băn khoăn cho bác sĩ cơ sở y tế tuyến dưới, giúp họ có những xử trí đánh giá ban đầu chuẩn mực, cấp cứu ban đầu tốt hơn. Cùng với ký kết hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng xa, vùng sâu cũng được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh triển khai hiệu quả. Trong năm 2022, bệnh viện đã tổ chức 14 đợt khám lưu động tại 28 xã khó khăn thuộc huyện Đầm Hà, Vân Đồn, Ba Chẽ, thành phố Móng Cái và Hạ Long. Hơn 12.000 lượt người được khám sàng lọc ở các chuyên khoa, gần 3.200 đơn thuốc được cấp phát miễn phí, 1.200 lượt người được sàng lọc bệnh lý tim mạch và tầm soát ung thư tuyến giáp, 610 trẻ em dưới 5 tuổi được khám tầm soát bệnh lý nhi. Qua những đợt khám lưu động đã giúp người dân vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh, nhiệm vụ chung tay góp sức bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở khắp các địa phương trên địa bàn. Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo tuyến, số ca chuyển tuyến năm 2022 của các trung tâm y tế huyện thị đã giảm hơn 1.000 ca so với năm 2021. Đây là con số ấn tượng, khẳng định chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở ngày càng được củng cố, giúp người dân địa phương được thụ hưởng kỹ thuật cao tại chỗ mà không phải lên tuyến trên, góp phần phát triển hiệu quả mạng lưới liên thông giữa các tuyến, thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế là hướng tới y tế cơ sở, phát huy vai trò của bệnh viện tuyến cuối tỉnh trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2022, bệnh viện đã chi trên 650 triệu đồng cho công tác đào tạo chỉ đạo tuyến. Trong đó, gần 400 triệu cho công tác đào tạo và hơn 250 triệu đồng cho công tác tuyến, hỗ trợ cấp cứu, chuyên môn thường quy. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế tham gia các đợt đào tạo theo kế hoạch và chiến lược phát triển của bệnh viện, thực hiện hỗ trợ chuyên môn, cấp cứu cho y tế tuyến cơ sở đều được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, ăn ở đi lại, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh, cải thiện năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị. Những cách làm mới, chủ động trong công tác đào tạo chỉ đạo tuyến đã tạo đột phá, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần quan trọng trong hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của ngành y tế và bệnh viện năm 2022. Bệnh viện đã khẳng định được vai trò và vị thế của đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh trong mọi mặt hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, công tác đào tạo nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến là địa chỉ tin cậy để các cơ sở y tế cùng các đồng nghiệp trong khu vực tín nhiệm lựa chọn. Thời gian tới, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đào tạo chỉ đạo tuyến bằng những giải pháp đồng bộ, sáng tạo và linh hoạt để tạo bước đột phá mới, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, vững chắc vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế tỉnh nhà, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.